Nguyên TV xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Nguyên TV sẽ đi chơi Noel. Hôm nay là ngày 24, Noel năm 2023. Thì đây là vào buổi tối, lúc này khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ một chút. Mình đang ở khu này gọi là khu chợ Bắc Ninh. Thì mình hôm nay sẽ đi khắp Sài Gòn, nhưng mình sẽ đi đến điểm đầu tiên là chợ Bắc Ninh. Khu này là một khu nằm ở thành phố Thủ Đức và cũng là quận Thủ Đức Đức cũ đấy. Thì gọi là khu Bắc Ninh tại vì đây là cái khu dân cư của người Bắc tập trung sống ở đây, và có một nhà thờ rất là lớn, phần lớn là người trong đạo ở trong khu xóm này. Mình tới đây rồi thì đây là đường vào trong cái nhà thờ lớn chính này. Thì người đông quá đã tạm thời là không đi được, để xe ở đây. Nên mình sẽ đi bộ vào. Đây là khu xóm đạo, nằm ở trên phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong gần khu nhà thờ nhé. Nhìn chung năm nay thì chuẩn bị Noel khá là nhỏ, chứ không có được như mọi năm. Mọi năm thì lớn lắm, mình thấy tất cả các cung đường, các đường khu này đều có răng đèn, rồi thì nhiều những cái trò chơi, nhiều những cái trang trí rất là đẹp mắt. Nhưng năm nay chỉ có khu đường chính thôi, còn những đường phụ thì ít lắm. Giờ này cả hơn 8 giờ nhưng thấy cũng là khá đông rồi đấy. Đây là khu vực chính của nhà thờ. Hôm nay là đang có, giờ này đang có lễ. Đây có hàng đá này. Mình chỉ đứng bên ngoài thôi, mình không có đi vào bên trong nhá. Mình chỉ chia sẻ những cái khu vực mà trang trí hay là khu đông người qua lại, những điểm tập trung. Hướng này thì xe máy vẫn còn được đi vào, nhưng mà hướng ngược lại thì đã cản rồi, ngăn rồi, không cho xe máy vào vì sợ kẹt. Cách đây một số năm ấy, thì vào giờ này khu này là kẹt cứng này, rất là đông người qua lại. Và mình sẽ đi sang đường khác, mình sẽ đi về hướng khác và cũng sẽ đến khu cổng nhà thờ đó. Đây, đường này là bên hông nhà thờ này. Năm nay các hang đá này cũng ít lắm, mọi khi là hang đá rất là nhiều. Bây giờ lâu lâu cách một khúc mới thấy một cái hang đá, nhưng mà không có lộng lẫy như những hang đá của mọi năm. Chắc do năm nay về kinh tế là khó khăn, mình ít người chuẩn bị chơi nhiều. Đây, mình đi quẹo lối này đi xuống. Đó là màu diệm nhiệt thể, tình thương nhiệt là mà hưng phú. Đây cũng là bên hông, giống như là có một cái cổng phụ này. Đó, cổng này đi vào nhà thờ. Rồi mình đi thẳng xuống đây là ra cổng chính. Đây cũng có bảo vệ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa là người để cho chúng ta được là con Chúa. Đây, khu cổng chính này là đông này. À, lúc nãy mình đứng ở đấy, đứng ở đằng kia nhìn lại này. Bây giờ mình nhớ lại đầu này. Đây có hàng rào để ngăn không cho xe vào, xe ra thì được. Rồi mình đi ra. Giờ đi khỏi khu nhà thờ Bắc Ninh này. Quay xe lại giùm đi. Tới đây. Năm nay chỉ đông những cái khu đường chính thôi.
đây là đường chính dẫn vào nhà thờ thì đông thôi, chứ còn mọi năm là đường nào cũng đông lắm. Mình ghé đây đổ xăng để mình chuẩn bị lên khu quận nhất thôi nhá. Hôm nay thì ở cây xăng này, nhân viên cũng ăn mặc đồ của ông già Noel này. Đây, các bạn đều đội mũ hết. Bên này này, bạn này cũng đội. Bây giờ mình đi ra một cái chợ đêm. Đây, lượm một vòng của chợ đêm. Chợ đêm này thì cũng nằm đối với lại đường Võ Văn Ngân, trung tâm của thành phố Thủ Đức, của quận Thủ Đức cũ đó. Thì chợ đêm hôm nay là cũng vắng khách nhỉ. Nhưng mọi khi giờ này là chợ đêm cũng đông khách lắm. Chợ này thì phần lớn là bán những cái đồ bình dân, những người lao động, sinh viên là hay tập trung ở đây để tìm mua. Những mặt hàng ở đây cũng khá là rẻ nhé. Bây giờ mình đang trên cầu Sài Gòn này, đang lên cầu Sài Gòn. Thì trước mặt mình là tòa nhà Landmark 81 tầng, trang trí đẹp, rất là lộng lẫy ha. Khu này về đêm nhìn lên đèn đẹp thật, lung linh luôn. Mình đang đổ dốc cầu Sài Gòn. Giờ này bắt đầu đông người tập trung về khu quận nhất này, khu trung tâm như nhà thờ Đức Bà hay là đường Nguyễn Huệ, đường đi bộ trung tâm thành phố. Đây mình đang đi trên đường này là đường Lê Duẩn này. Một cái đường đi vào trung tâm, đi thẳng sẽ tới Dinh Độc Lập đấy. Và tới nhà thờ Đức Bà. Giờ này là khoảng 9 giờ này, mọi người bắt đầu đổ dồn về đây. Một chút nữa là đến khu nhà thờ Đức Bà rồi. Mọi người đang đổ dồn về khu trung tâm này. Khu này bắt đầu đông dần lên. Đấy, đằng sau này nhìn mọi người bắt đầu dồn đến này. Bắt đầu thấy kẹt xe đấy, nhích nhích từ từ.
đến khu vực nhà thờ Đức Bà nhé. Phía bên tay phải mình đều là một trung tâm thương mại. À, trang trí rất là đẹp. Ở khu này thì trang trí từ lâu rồi. Cả tuần trước mình đi đã thấy nhiều người đến khu này để tối đến chụp hình, chụp ảnh rồi làm kỷ niệm ấy. Đói dồn về đông rồi đó. Càng ngày càng đông. Đây cái khu trung tâm thương mại này, đông người ở đây rồi. Trang trí nhiều cây thông này, rồi thì còn tuần lộc này. Mọi năm mình thấy rất nhiều ông già Noel trên đường xách theo những cái túi quà, nhưng năm nay thì cũng thấy hiếm đấy. Mình chỉ đi lướt qua đây thôi, không có vào ha, không ghé lại. Cách đây cả chục năm trở về trước thì giờ này là giờ mà khu này là chật cứng này, đa số là phải đi bộ thôi, không có chạy xe được vào. Đây trước mặt mình là nhà thờ Đức Bà. Thì nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa, mấy năm nay rồi chưa xong, vẫn còn quay lại. Thì ngày trước là những khu này là kẹt cứng lại này, và có một cái những cái điểm gửi xe, xong rồi đi bộ chứ không có đi được như thế này đâu. Nhưng hôm nay các chú công an cũng ra đây nhiều, làm trật tự, điều tiết giao thông. Đây trước mặt mình là Dinh Thống Nhất đấy. Thôi mình không có chạy ra dinh nữa, mình đi quẹo lại, rẽ lại vào cái khu nhà thờ Đức Bà. Tại khu đó là khu tập trung đông này. Đây mình đang đi bên hông nhà thờ Đức Bà đây. Mình sẽ đi lại phía trước của nhà thờ nhé. Cơ bản thì năm nay di chuyển như này là dễ dàng, xe máy đi được vào những đường như này là rất là ít rồi đó. Đường là khá là thưa vắng so với mọi khi. Đây là phía trước của nhà thờ Đức Bà. Phía trước thì gọn gàng, không có nhiều cái dàn giáo như ở phía sau, và cũng trang trí đẹp. Tại phía trước nhà thờ Đức Bà này có một khoảng sông rộng lớn này.
Rồi bây giờ mình sẽ đi qua nhà thờ Đức Bà và đi vào cái đường này là đường Đồng Khởi, để mình đi ra phía trung tâm thành phố và Ủy ban Nhân dân thành phố đấy. Hoặc là đường Nguyễn Huệ cũng là cái đường đi bộ mà hôm nay sẽ là một ngày rất là đông này. Đường Đồng Khởi thì những năm về trước đấy, 5-7 năm trở về trước là một con đường trung tâm của các quầy hàng, các shop, các cửa hàng. Thì trên con đường này buôn bán sầm uất và mặt bằng rất là đắt đỏ. Nhưng mà những năm nay thì từ lúc dịch trở đi này, thì nhiều cửa hàng đóng cửa, nhiều quầy đóng cửa. Và buôn bán trên đường này là ế ẩm lắm. Phía trước mặt mình là trung tâm thương mại Vincom Center. Một cái trung tâm thương mại rất lớn ở đây. Nằm kế bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Giờ bắt đầu đông dần lên ha. Bên này là Vincom, trung tâm thương mại. Đối diện bên kia là Ủy ban Nhân dân thành phố. Để mình sẽ đi ra cái mặt trước của Ủy ban ha. Rồi bây giờ di chuyển đi ra khu mặt trước. Đây mình rẽ phải đây là đi ra đúng là mặt trước của Ủy ban này. Mình cho là đây mới là trung tâm nhất này. Giờ này là hơn 9 giờ đêm thì mọi người bắt đầu dồn về khu quận nhất này rồi. Đấy, đông dần lên đó, di chuyển rất là khó khăn rồi đó, chậm chậm. Bắt đầu nhích dần dần. Vào những khu này chỉ đi bộ là hợp lý thôi.
Đây, trước mặt mình đã là đường Nguyễn Huệ rồi này. Cổng chính Ủy ban Nhân dân thành phố này. Và cũng là đường Nguyễn Huệ. Nhìn thẳng ra ngoài bến Bạch Đằng, ấy, sông Sài Gòn. Đây, mình rẽ vào đây xem. Giờ không được rồi, đến đây bắt đầu đi bộ này. Xe máy là phải gửi. Đây, nhìn cái đường Nguyễn Huệ đi bộ về phía kia lung linh quá, đông người. Hôm nay đông thì cấm xe máy đi vào đường này rồi. Còn ngày thường thì vẫn được lưu thông ở đây, chỉ không được đi bộ, không được chạy xe vào giữa thôi. Ở giữa là đường đi bộ, nhưng hôm nay là sẽ cấm xe hai bên luôn, không có cho đi vào nữa. Thôi, cái xe buýt hai tầng. Hôm nay những cái xe buýt như thế này thì đông người này, đông người tham gia. Di chuyển cũng khó khăn lắm. Thôi, mình sẽ thoát khỏi cái khu này. Cũng không gửi xe để đi bộ nhá, mình vẫn đi xe máy. Xe buýt hai tầng thì tầng trên nó đi là để ngắm thành phố vào buổi tối là đẹp nhất này. Mùi trần. Cái này đi trời mưa thì không được rồi. Đây, mọi người kẹt xe đang chôn chân ở đây. Và sẽ mình nghĩ là sẽ di chuyển rất là chậm mới thoát khỏi được cái vùng này. Mình đi một vòng thì ra đường này là đường Lê Lợi này. Thì đường Lê Lợi này cũng là một cái đại lộ rất lớn, nối thành hình tam giác với lại đường Nguyễn Huệ và đường Hàm Nghi. Thì đường Lê Lợi này sẽ chạy từ Ủy ban Nhân dân thành phố thẳng ra chợ Bến Thành. Khúc đường này hôm nay vắng này, không có đông. Đây, trước mặt mình là chợ Bến Thành rồi. Đây là khu chợ Bến Thành này. Người đi cũng vắng, không có chật như là khu trong kia. Đây, dọc cửa chợ, cổng chính của chợ Bến Thành ấy. Chợ Bến Thành thì có nhiều cửa lắm, nhưng mà khu này là khu cửa chính rồi. Mình rẽ vào cái đường này có một cái cổng nữa này. Rồi mình đi vào cái khu chợ này là cũng buôn bán giống như chợ đêm. Là cổng chợ Bến Thành nhìn ra. Đây là khu chợ đêm thì đúng rồi. Khu này cũng là khu ăn uống nữa này. Bây giờ thì mình lại đi trên đường Hàm Nghi. Chạy thẳng đường này sẽ ra bến Bạch Đằng nha.
nay chỉ đông ở đường Nguyễn Huệ thôi, với lại khu Nhật và Đức Bà. Còn những cái đường lớn khác thì không chập chộn gì cả. Rất là rộng rãi, lưu thông thoải mái. Đường Hàm Nghi thì thưa người luôn, vắng luôn. Đây trước mặt đó là bến Bạch Đằng rồi nha. Đây trước mặt mình là sông Sài Gòn này, bến Bạch Đằng đó. Mình muốn rẽ trái nhưng không được vì đây là phải đi vòng xuống dưới dầm gầm cầu này mới sang được bên kia đường. Giữa đường thì có con lươn thì nó không có qua được, không được qua. Đây mình đã vòng qua gầm cầu đi lên rồi này. Thì ở đây những ngày thường cũng rất là đông này, nhiều người ra đây ngồi chơi. Mình đi qua đây thì thấy ngày lễ, ngày thường đều là đông hết những cái khu vực như thế này. Bến Bạch Đằng. Bên trái mình nhé, đi vào là đường Nguyễn Huệ nhé, phố đi bộ đấy. Đường đi bộ. Đây khu công viên này là đông này. Nhiều người ra đây tập trung ngồi chơi, ngắm cảnh, ngắm sông, ngắm đường phố. Ở dưới sông này là có những cái nhà hàng nổi phục vụ các bữa ăn tối. Thì mình cứ lên trên nhà hàng nổi một con tàu ấy, họ sẽ đưa mình đi một vòng xung quanh cái sông Sài Gòn này, chạy vòng về là kết thúc bữa ăn là được. Trước mặt mình là nhà hàng nổi đấy. Đây là khu công trường Mê Linh. Thì có cái tượng Đức Thánh Trần đứng đây. Đây là một vòng xoay rất là lớn. Vòng xoay này là rẽ ra như đây đường Tôn Đức Thắng này, đường Hai Bà Trưng, đường Đồng Khởi. À không, không phải Đồng Khởi, không đi đường này. Nhìn ngắm sông bên kia lên đèn đó. Bên kia là thuộc thành phố Thủ Đức, là quận 2 cũ đấy, mấy cái tòa nhà cao tầng kìa, cao ốc đấy. Nhưng bây giờ thì thuộc thành phố Thủ Đức rồi. Những ngày trước là quận 2. Bây giờ mình sẽ đi lên cái cầu mới, gọi là cầu Ba Son. Cầu này cũng mới khánh thành được một thời gian ngắn ngắn đây thôi. Thì cây cầu này khá là nổi tiếng, đẹp ở khu Sài Gòn này. Kể cả buổi tối hay ban ngày, đứng trên cầu này là nhìn được rộng lớn xung quanh. Nhìn sang hai phía sông Sài Gòn này. Nhìn về khu quận nhất, khu Bình Thạnh, rồi sang quận 2.
đây cái khu vực cầu như khu này này, chỗ này này, ban ngày buổi sáng rất là nhiều những cái đôi ra đây chụp hình cưới, chụp hình kỷ niệm. Có những ngày mình đi trên đây phải thấy cả chục đôi chụp hình cưới ở trên cái cầu này vào mỗi buổi sáng. Đây, nhìn sang phía trái này, đó là phía cầu Sài Gòn. Còn phía trước mặt mình kia là khu trung tâm bến Bạch Đằng này, đường Nguyễn Huệ đó. Đây, giờ này cũng đông người lên đây đứng ngắm này. Rồi đang đổ dốc xuống cầu này, sang bên kia là khu quận 2 cũ và thành phố Thủ Đức bây giờ. Một cây cầu rất là đẹp nhá, ngắm được nhiều cảnh. Và cái chuyến đi dạo đêm Noel này, ngày đêm 24 này của mình đến đây mình xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, tạo động lực cho mình ra được những video tiếp theo được tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn các bạn. Và đừng quên cho mình xin một like. Một phòng quận nhất để xem cái khung cảnh của